Hello, xin chào tất cả anh em YouTube nha. Hôm nay mình mới về được một ít retin Monroyrath, cho nên là mình lại làm video mình chia sẻ với anh em đây. Thì lúc trước mình bán retin của R1 mà cái loại 150 CV với lại cái loại 30 CV có vị anh em, thì nay do là giá của nó tăng lên 3 lần cho nên là mình đã nghỉ chơi với nó, mình không có nhập nó nữa. Thì mình sẽ kiếm một cái loại khác thay thế. Thì nay mình kiếm được cái hàng Otrovit này về đâu mình thay thế cái loại đó. Thì bây giờ cũng rất là nhiều anh em hỏi mình về cái retin, nhưng mà do giá quá cao cho nên là mình đã tư vấn cho anh em xài cái loại này thì nó sẽ ổn hơn. Cái này hàng chính hãng hết nha anh em. Hộp này là hộp nửa ký nha, hộp nửa ký mà nó có vị nữa. Thì nay mình về được vị xoài với lại vị dưa hấu. Xoài, dưa hấu với lại vị gì nữa mình quên rồi. Thì đây là cái bảng hàm lượng rồi đó. Thì cái này là nó nằm ở trong cái bảng hàm lượng của thằng Otrovit, là hơi khó đọc nha anh em. Từ quay BCA cho đến retin nó rất là khó đọc, nó không có giống như mấy cái loại mà hàng của Mỹ, tại vì cái này là hàng của châu Âu, hàng Ba Lan, cho nên là cái kiểu mà nó viết ra thế này mình hơi bị khó nhìn đó nè. Thì một muỗng là 5 gram, mà cái này là nằm, cái này là cái hàm lượng này là nửa muỗng nha nè. Nửa muỗng nó sẽ là được 2242 mg retin monohydrat nè đó. 225 mg taurini. Cái hàng taurini này là cái chất mà để giúp mình tập trung hơn, tập bền bỉ hơn và để chống dị hóa cơ nha anh em. Ngoài ra thì nó có thêm vitamin B6, nó được 2.5 mg nè. Đó, cũng khá là tốt nha anh em. Mà được cái nó có vị nữa, uống sẽ ngon hơn là loại không vị. Thì cái loại không vị thì thường anh em hay mix chung với lại whey hay là BC mình uống. Còn cái loại có vị này thì mình khuyên anh em nên uống riêng đi. Thì uống riêng thì để cho nó không có bị mất vị của những cái loại kia, với lại mình sẽ thưởng thức được vị của thằng này. Thì mình nghĩ là vị của thằng này sẽ ngon. Mình thì mình cũng chưa có xài qua cái loại này, nhưng mà sắp tới mà mình hết rồi mình sẽ xài qua cái loại này coi nó như thế nào, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ tốt. Về cái đáp thì đó anh em, cho anh em xem luôn nha. Đáp là 14 tháng 12 năm 2024, cũng khoảng gần 2025 anh em, cũng rất là xa nha. Thì anh em nào mà cần thì cứ liên hệ với mình. Mình vẫn để số Zalo phía bên trên góc màn hình với lại cái link Facebook mình để phía bên dưới cái phần mô tả video. Anh em nào mà cần muốn mình tư vấn gì thì mình sẽ chia sẻ với anh em nha. Thì nay mình chỉ về được một ít hàng mình chia sẻ với anh em thôi. Thì hiện tại bây giờ thì mình hàng cũng hết khá là nhiều rồi. Thì khi nào mà về thêm cái gì thì mình lại làm video mình chia sẻ tiếp nha. Bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.